Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin y tế ngày 14 tháng 4 do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong ngày. Xuất hiện chùm ca COVID-19 tại trường học, Hải Phòng, Quảng Ninh khẩn trương chống dịch. Bộ Y tế, dịch bệnh truyền nhiễm dự báo diễn biến khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Quảng Ninh, 4 học sinh nhập viện do ngộ độc thuốc lá điện tử. Sơn La, hơn 10 bệnh nhân ngộ độc thuốc trị đái tháo đường. Thiếu nữ 16 tuổi mắc hẹp động mạch thận hiếm gặp. Bệnh trầm trọng, mắc thêm nấm tay do dùng thuốc theo mách bảo trị viêm tay giữa cho trẻ. Mr. Happy 68 lần hiến máu cứu người, gieo yêu thương nhân ái. Mở đầu bản tin sẽ là cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong ngày hôm nay 14 tháng 4. Báo cáo của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho thấy, trong tháng 3 năm 2023, cả nước ghi nhận 384 ca, giảm 8,6% so với tháng 2. Tuy nhiên, hiện số ca mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Cụ thể, trong 7 ngày qua, từ mùng 6 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4, cả nước ghi nhận 849 ca mắc mới, trung bình có 120 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 4,2 lần so với 7 ngày trước đó. Riêng ngày 13 tháng 4, ghi nhận gần 500 ca mắc mới. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 14 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết có 780 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc cao nhất trong khoảng hơn 4 tháng qua. Hôm nay cũng là ngày có số bệnh nhân khỏi cao nhất trong vài tháng qua với 104 ca. Bệnh nhân nặng tăng lên 23 ca. Theo Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Nguyễn Lương Tâm, nguyên nhân tình hình dịch bệnh truyền nhiễm ở nước ta gia tăng thời gian qua là do tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, đô thị hóa, tình trạng chủ quan, lơ là, thiếu chủ động, quyết liệt xảy ra tại một số nơi, một số thời điểm, sự vào cuộc của các cấp, các ngành chưa đồng bộ, nhất quán. Mới đây, trên địa bàn hai tỉnh Hải Phòng và Quảng Ninh cũng xuất hiện các chùm ca bệnh COVID-19 ở trường học thuộc huyện Tiên Yên, Quảng Ninh và quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Các địa phương đã tổ chức cách ly tại chỗ, tiến hành phun khử khuẩn, tuyên truyền học sinh thực hiện nghiêm túc 5K, đặc biệt đeo khẩu trang khử khuẩn tại phòng học và test nhanh tại chỗ 100% học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường. Qua truy vết xác định, dịch chưa lây lan ra cộng đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 12 bệnh nhân COVID-19 phải nằm điều trị tại bệnh viện, không có ca nặng phải thở máy. Kết quả giải trình tự gen SARS-CoV-2 thời gian vừa qua ghi nhận xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5 của chủng Omicron. Đây là biến thể chiếm ưu thế trên phạm vi toàn cầu, đã phát hiện ở 94 quốc gia. WHO xếp XBB.1.5 vào nhóm biến thể đáng quan tâm, tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Mới đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng xuất hiện các chùm ca bệnh COVID-19 ở trường học. Trước thực trạng này, UBND các địa phương ban hành công văn về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19, đồng thời yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác phòng chống dịch. Thành phố Hạ Long ghi nhận một chùm ca bệnh COVID-19 tại trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám với 9 học sinh mắc. Các trường hợp mắc COVID-19 này được phát hiện từ ngày mùng 5 đến mùng 10 tháng 4 tại một lớp học. Hiện tại các em đang được cách ly tại nhà, sức khỏe ổn định và trong nhóm lớp này không phát sinh thêm ca mới. Tại huyện Tiên Yên, trong ngày hôm qua 13 tháng 4, ghi nhận 17 học sinh nữ tại khu ký túc xá trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông mắc COVID-19. Đến sáng nay 14 tháng 4, khi nhân viên y tế tiếp tục test nhanh, phát hiện thêm một trường hợp. Tại trường Trung học phổ thông Vinschool, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, ghi nhận chùm các bệnh COVID-19. Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng, từ ngày 10 tháng 4 đến 13 tháng 4, trên địa bàn quận ghi nhận 45 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Những trường hợp này đều là giáo viên và học sinh của trường Trung học phổ thông Vinschool, 41 học sinh, 4 giáo viên. Qua truy vết xác định có 116 người tiếp xúc gần, 93 học sinh và 23 giáo viên và dịch chưa lây lan ra cộng đồng. Ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19, Quảng Ninh và Hải Phòng đã tổ chức cách ly tại chỗ, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực có người lây nhiễm, tuyên truyền học sinh thực hiện nghiêm túc 5K, đặc biệt đeo khẩu trang khử khuẩn tại phòng học và test nhanh tại chỗ 100% học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường. Theo Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm dự báo diễn biến khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, các tác nhân gây bệnh liên tục biến đổi, dịch COVID-19 hiện vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến thể mới. Ngày 14 tháng 4, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tăng cường phòng chống dịch năm 2023. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Báo cáo của Cục Y tế Dự phòng do Phó Cục trưởng Nguyễn Lương Tâm trình bày cho thấy, năm 2022, cả nước ghi nhận 371.000 ca mắc sốt xuất huyết, có 144 trường hợp tử vong. Số mắc tăng hơn 5 lần, số ca tử vong tăng 5,3 lần so với năm 2021. Bệnh tay chân miệng cũng ghi nhận hơn 66.000 trường hợp mắc, có 3 ca tử vong, số mắc tăng 1,7 lần, số ca tử vong giảm 8 ca. Bệnh dại ghi nhận 70 ca tử vong, tăng 4 ca so với năm 2022. Riêng với dịch COVID-19, tích lũy từ đầu dịch đến nay, cả nước ghi nhận 11.528.303 ca, trong đó có 43.186 ca tử vong. Đến nay, đã hơn 3,5 tháng, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác ổn định, không ghi nhận các ổ dịch lớn. Các dịch bệnh lưu hành, các bệnh có vaccine dự phòng trong nước như cúm, sởi cơ bản được kiểm soát.
Theo Phó Cục trưởng Y tế Dự phòng Nguyễn Lương Tâm, nguyên nhân tình hình dịch bệnh truyền nhiễm ở nước ta gia tăng thời gian qua là do tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, đô thị hóa. Tình trạng chủ quan, lơ là, thiếu chủ động quyết liệt xảy ra tại một số nơi, một số thời điểm, sự vào cuộc của các cấp các ngành chưa đồng bộ nhất quán. Năm 2023, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện, xây dựng hệ thống thể chế như hoàn thiện hồ sơ luật phòng bệnh, ban hành các thông tư quy định gói dịch vụ y tế cơ bản do trạm y tế thực hiện, sửa đổi thông tư 54/2015/TT-BET, sửa đổi thông tư 37/2017/TT-BET. Sau khi hút thuốc lá điện tử, 4 nam sinh lớp 9 ở Quảng Ninh bủn rủn chân tay, choáng váng, mệt mỏi, khó thở vào viện cấp cứu. Thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh, khoa thận lọc máu của bệnh viện mới đây đã tiếp nhận 4 trường hợp bệnh nhân là học sinh nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử. Theo đó, bệnh nhân lần lượt là VDM, CPTM, NHN, NCN đều sinh năm 2008 và viện trong tình trạng mệt mỏi, khó chịu toàn thân, bủn rủn chân tay. Được biết, trước khi vào viện 1 giờ, các em sử dụng thuốc lá điện tử, chưa rõ loại và chưa rõ nguồn gốc. Sau khi sử dụng xuất hiện cảm giác choáng váng, khó chịu toàn thân, bủn rủn, run chân tay, tức ngực, khó thở, buồn nôn, nôn số lượng nhiều. Các bác sĩ chẩn đoán 4 trường hợp trên bị ngộ độc thuốc lá điện tử, xử trí truyền dịch, theo dõi và điều trị tại khoa thận lọc máu. Thuốc lá điện tử cực kỳ phức tạp, là một biến thể của rất nhiều thứ phức tạp mà đào tạo hiện nay. Nhất về mặt thuốc lá, thuốc lá điện tử mặc dù quảng cáo là trên nhãn có thể không có nicotine, nhưng tuy nhiên là vẫn có nicotine và thậm chí là có những nghiên cứu khảo sát cho thấy là cái lượng nicotine trong thuốc lá điện tử có thể cao hơn cả thuốc lá thông thường. Này là một. Thứ hai là trong thành phần thuốc lá điện tử nó có rất nhiều thành phần phức tạp khác và có cái tác dụng để làm cho công các mục đích khác nhau của cái cho người sử dụng, cho người kinh doanh. Này, có thể các chất để tạo mùi, tạo khói, tạo hơi, các chất ở mình rồi rất nhiều thứ. Và khi đốt cháy đấy và khi bốc hơi lên thì đã có xác đáng người ta đã chứng minh là phát hiện dịch chất, những chất đấy cho lên đốt lên thì có thể những chất có thể tạo thành gây ung thư, có thể gây tổn thương phổi. Mà điển hình nhất là những ấy, là một cái hiện tượng rất rõ là vitamin E người ta có thể cho vào, người ta vitamin E khi đốt cháy lên đã tạo được một chất gây tổn thương phổi và gây một cái tình trạng tổn thương phổi rất nặng nề. Ngoài khuyến cáo tránh xa môi trường khói thuốc, không sử dụng thuốc lá truyền thống hay thế hệ mới, các bác sĩ lưu ý nếu sử dụng thuốc lá điện tử có dấu hiệu tiếp xúc chậm, lơ mơ, khó thở, ngộ độc hoặc các biểu hiện bất thường cần đến ngay các cơ sở y tế. Metformin là thuốc điều trị bệnh đái tháo đường nhưng chống chỉ định với bệnh nhân suy thận nặng. Nếu bệnh nhân không biết, uống thuốc này sẽ bị toan chuyển hóa rất nguy hiểm. Gần đây đã có hơn 10 ca bệnh ngộ độc metformin nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hơn 3 tháng qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La ghi nhận hơn 10 ca bệnh ngộ độc metformin, một loại thuốc trị bệnh đái tháo đường. Mới đây nhất là bệnh nhân nữ, 70 tuổi, trú tại xã Trường Sung, huyện Mai Sơn, Sơn La, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, tức ngực, khó thở và thở nhanh sâu. Bệnh nhân đã được các bác sĩ đặt ống nội khí quản, thở máy, truyền dịch thải độc, lợi tiểu, truyền natri bicarbonate. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng toan chuyển hóa đã được kiểm soát và tình trạng suy thận, tổn thương gan được cải thiện. Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục điều trị đợt cấp COPD, chưa phải lọc máu để điều trị toan chuyển hóa. Vâng, như chúng ta đều biết thì trong cái nhóm thuốc uống điều trị đái tháo đường ấy, thì cái thuốc đầu tiên được phát minh ra là cái nhóm thuốc sulfonylurea. Cơ quan kiểm soát dược phẩm Hoa Kỳ FDA người ta đưa ra cái cảnh báo và người ta yêu cầu là bắt buộc là phải ngừng cái thuốc này. Người ta vẫn muốn dùng cái thuốc đó, nhưng mà trước cái tình hình là cái sự gia tăng của các cái biến chứng thì FDA cũng như là Mỹ người ta cương quyết là ra lệnh là anh phải bắt buộc phải ngừng hoàn toàn. Và đến năm 1978 thì thuốc này đã được ngừng hoàn toàn ở Mỹ, và sau đó thì rất nhiều nước là quyết định là cấm lưu hành cái thuốc này. Tuy nhiên thì ở một số nước quốc gia ví dụ như là Brazil hoặc Ý hoặc gần chúng ta là Trung Quốc thì vẫn có sử dụng cái thuốc này. Và gần như hầu hết những cái thuốc mà cái trường hợp mà ngộ độc cái thuốc fenformin này gần đây chúng tôi thấy cũng bị những cái tác dụng phụ, cũng bị tai biến nhiễm toan axit lactic và cũng có thể tử vong chúng ta trong thời gian vừa qua. Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh đái tháo đường điều trị bằng thuốc metformin cần được đánh giá chức năng gan, thận trước và trong quá trình điều trị, đặc biệt là những bệnh nhân lớn tuổi. Đồng thời, bệnh nhân cũng cần đánh giá về các yếu tố nguy cơ liên quan như suy tim, suy giáp và nhiễm trùng cấp tính nặng, tránh ngộ độc thuốc. Bệnh nhân PTMT nữ 16 tuổi, trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nhập viện vì đau đầu nhiều, nôn, huyết áp cao. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, cách nhập viện một ngày, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu nhiều, kèm nôn, nhìn mờ, không co giật. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc hẹp động mạch thận hiếm gặp. Tại bệnh viện, bệnh nhân đã được hội chẩn các chuyên khoa, chẩn đoán cơn tăng huyết áp cấp cứu, hẹp khít động mạch thận phải, hẹp 50% động mạch thận trái do loạn sản sơ cơ, nhiễm khuẩn huyết E. coli, viêm khớp phản ứng. Sau khi thống nhất ý kiến các chuyên khoa và giải thích tình trạng bệnh cho gia đình bệnh nhân, ekip can thiệp mạch của trung tâm tim mạch đã tiến hành nong và đặt stent động mạch thận cho bệnh nhân.
Trường hợp bệnh nhân 16 tuổi có hẹp động mạch thận được can thiệp đặt stent động mạch thận là một ca bệnh hiếm gặp trên lâm sàng. Về triệu chứng của bệnh lý hẹp động mạch thận thì có thể không có triệu chứng nào cho đến khi bệnh tiến triển nặng. Hầu hết ở những người bị hẹp động mạch thận không có bất cứ một triệu chứng nào mà có thể nhận ra được. Đôi khi bệnh chỉ được tình cờ phát hiện khi mà xét nghiệm đi khám một số những bệnh khác. Bệnh lý mà có thể nghi ngờ khi mà bệnh nhân có những cái biểu hiện, ví dụ như là huyết áp cao, có thể là xuất hiện đột ngột hoặc là xấu đi mà không rõ nguyên nhân. Khi hẹp động mạch thận tiến triển và các dấu hiệu và triệu chứng khác thì có thể bao gồm như là huyết áp cao khó trị, nồng độ protein trong nước tiểu tăng hoặc các dấu hiệu khác của chức năng thận có thể giảm. Chức năng thận xấu đi trong một quá trình điều trị huyết áp cao, suy tim kháng trị. Hẹp động mạch thận là một bệnh lý hiếm gặp ở trẻ em nhưng lại đứng thứ hai trong các nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát ở trẻ em, chiếm tỷ lệ 5-10%. Hai nguyên nhân chính gây hẹp động mạch thận ở trẻ em là bệnh loạn sản sơ cơ và bệnh viêm mạch Takayasu, còn được gọi là vô mạch, tình trạng viêm thành mạch máu gây tắc hẻm lọc động mạch. Một số triệu chứng lâm sàng gợi ý hẹp động mạch thận bao gồm: huyết áp tăng cao, các biến chứng của cơn tăng huyết áp cấp cứu như dấu hiệu tổn thương não, đau đầu, nhìn mờ, liệt mặt, dấu hiệu suy tim, khó thở, đau ngực; huyết áp cao, nghe thấy tiếng thổi bất thường ở bụng. Nếu có những dấu hiệu bất thường trên, trẻ cần được đưa đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Hiện nay, các phương pháp điều trị dân gian như xông khói, thổi bột thuốc, rắc phèn chua vào tai trẻ chưa được chứng minh hiệu quả và chưa được khuyến cáo điều trị viêm tai giữa ở trẻ. Việc điều trị không đúng cách có thể khiến trẻ gặp các biến chứng nguy hiểm như viêm tai xương trũng, nhiễm trùng huyết, thậm chí viêm màng não mủ như trường hợp bệnh nhi dưới đây. Bé Nguyễn Văn A, 16 tháng tuổi, Vĩnh Phúc, được người nhà đưa vào viện khám trong tình trạng ho, sổ mũi, sốt, rối loạn tiêu hóa, quấy khóc nhiều. Trẻ được chẩn đoán viêm tai giữa cấp, mủ hai bên và được bác sĩ kê đơn thuốc. Tuy nhiên, sau khi điều trị theo đơn thuốc được 2 ngày, thấy bệnh không thuyên giảm, người nhà bé A đã bỏ thuốc, không cho trẻ điều trị nữa. Nghe lời mách bảo nên người nhà đã cho cháu đến cơ sở tư nhân để xông khói vào tai kèm theo thổi bột thuốc. Điều trị theo cách này 4 đến 5 ngày, thấy trẻ quấy khóc nhiều hơn, kèm theo sốt, ăn kém và tai chảy dịch vàng. Lúc này, bé A đã chuyển sang giai đoạn viêm tai giữa cấp chảy mủ, ống tai đầy các cặn bột, sạn do thổi bột thuốc. Bác sĩ phải làm sạch tai và tiếp tục điều trị nội khoa. Tuy nhiên, do trước đó bé A đã dùng nhiều kháng sinh và tự ý bỏ thuốc, nên lần này đáp ứng thuốc kém hơn và kéo dài thời gian trị bệnh. Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Bá Hưng, khoa tai thần kinh Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, viêm tai giữa cấp ở trẻ dễ bị tái phát và cần thời gian điều trị dài hơn, nên rất nhiều cha mẹ sốt ruột. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cần tỉnh táo lựa chọn các phương pháp điều trị khoa học, địa chỉ khám chữa bệnh uy tín. Khi con có dấu hiệu bệnh, cần đưa đi khám bác sĩ chuyên khoa để được điều trị tốt nhất. Chuyên gia cho hay, chăm sóc trẻ viêm tai giữa cần chú ý chế độ vệ sinh ăn uống và chú ý dùng thuốc theo ý lệnh của bác sĩ. Mặc dù là bệnh lý thường gặp, tuy nhiên nếu viêm tai giữa không được phát hiện, xử trí kịp thời đúng cách thì nó cũng có thể để lại những cái biến chứng nguy hiểm. Do đó, để chăm sóc những trẻ bị viêm tai giữa cấp hay mãn tính thì các bậc cha mẹ cần chú ý. Khi mà trẻ có viêm tai giữa mà có chảy mủ tai thì quý vị các bậc cha mẹ phụ huynh có thể là tiến hành lau rửa tai cho trẻ em, cho con mình. Tuy nhiên cũng cần chú ý đấy là mình không nên đưa các cái bông hoặc là các cái vật liệu làm sạch tai vào sâu trong ống tai của trẻ, mà chỉ lau ở phía bên ngoài cửa tai cũng như ở vành tai. Bởi vì khi mà đưa bông hoặc là các cái vật liệu làm sạch cái mủ tai của trẻ mà đưa vào sâu trong ống tai thì có thể gây nên tổn thương ống tai cũng như tổn thương màng nhĩ của trẻ. Nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế mà có các bác sĩ chuyên khoa tai mắt thì các bác sĩ sẽ khám, thăm khám, điều trị và làm sạch tai cũng như sử dụng các thuốc toàn thân, thuốc điều trị tại chỗ. Viêm tai giữa cấp ở trẻ dễ bị tái phát và cần thời gian điều trị dài hơn nên rất nhiều cha mẹ sốt ruột. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cần tỉnh táo lựa chọn các phương pháp điều trị khoa học, địa chỉ khám chữa bệnh uy tín. Khi con có dấu hiệu bệnh, cần đưa đi khám bác sĩ chuyên khoa để được điều trị tốt nhất. Để phòng bệnh hiệu quả, cha mẹ có thể áp dụng các biện pháp sau: không sử dụng ti giả sau 6 tháng, không nên cho trẻ bú bình ở tư thế nằm, hạn chế tiếp xúc với thuốc lá, khói từ bếp đốt củi hoặc than, hạn chế cho trẻ đến chỗ đông người, giảm thời gian ở trường học trực tiếp giúp trẻ ít tiếp xúc với mầm bệnh hơn, tiêm vaccine cúm, phế cầu và hiếp phòng được các mầm bệnh chính gây bệnh cho trẻ, điều trị tốt các bệnh đồng thời như là viêm mũi dị ứng, hèn suyễn, viêm VA. Cuộc đời ngắn lắm, vậy nên mỗi ngày làm được gì cho mọi người, cho cộng đồng thì gắng làm. Đó là câu nói yêu thích của Nguyễn Tiến Danh, hay còn được gọi là Mr. Happy. Từng ngày, anh Danh đã và đang nỗ lực làm nhiều việc có ích cho cộng đồng. 27 năm qua, dù bận rộn công việc ở một tập đoàn lớn, nhưng anh Nguyễn Tiến Danh, người có biệt danh là Mr. Happy, người đàn ông hạnh phúc, chủ tịch hội tình nguyện chung tay vì cộng đồng với một loạt các hoạt động thiện nguyện trên khắp mọi miền đất nước, luôn dành thời gian cho các hoạt động từ thiện, hội tình nguyện. Người thủ lĩnh của Ngân hàng Máu Sống, hội tình nguyện chung tay vì cộng đồng, còn là người có số lần hiến máu ấn tượng lên tới 68 lần và là một runner truyền lửa đam mê cho những người chạy bộ. Chia sẻ với Sức khỏe và Đời sống về hoạt động hiến máu tình nguyện, anh Danh cho hay, từ hồi sinh viên, anh đã nhận thức được việc cho đi và cho bằng chính những gì mình có. Anh Danh bắt đầu hiến máu từ năm 18 tuổi.
Tính đến tháng 4 năm 2023, anh Danh đã tham gia hiến máu 68 lần, cả trực tiếp và gián tiếp. Sau mỗi lần hiến máu, anh Danh cho biết anh cảm thấy sức khỏe vẫn bình thường. Cộng với việc ăn uống điều độ và rèn luyện thể dục thể thao, bản thân anh Danh vẫn duy trì được thể lực tốt. Anh Danh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, từ vùng cao đến miền lũ lụt, nhưng chưa khi nào anh thấy mỏi mệt. Và với anh Danh, việc hiến máu đã trở thành điều bình thường. Anh cũng không tâm sự và cho người thân biết. Chỉ đến khi anh mang về nhà những bằng khen tặng 10 hay 20 lần hiến, bố mẹ anh mới hay. Anh Danh cho biết thêm, hành trình hiến máu của anh sẽ không dừng lại ở hiện tại, mà nó sẽ kết thúc khi bản thân anh không còn đủ điều kiện và sức khỏe để tiếp tục hiến máu. Những hoạt động ý nghĩa lớn cho cộng đồng của anh Danh đã được nhận sự khen ngợi của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ, khen tặng cá nhân nhiều lần hiến máu. Danh hiệu Thủ lĩnh Thanh niên tiêu biểu 2016 do Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM trao tặng và nhiều bằng khen danh hiệu khác. Thông tin vừa rồi hy vọng sẽ giúp quý vị có một buổi tối an lành hơn. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.